Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Pankon, lối chơi của đội tuyển Malaysia đã trở nên vô cùng hiện đại. Bầy hổ hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của đội tuyển Việt Nam tại bảng B. Malaysia chuẩn bị như thế nào trước AFF Cup 2022? Sau những năm tháng không đạt được nhiều thành công cùng huấn luyện viên Tan Chen Ho, Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Pankon ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng hồi tháng 2 năm 2022. Mục tiêu trước mắt được FAM đặt cho nhà cầm quân người Hàn Quốc là giúp đội nhà tiến sâu tại AFF Cup 2022. Trong suốt 9 tháng cầm quân, huấn luyện viên Kim Pankon đã giúp cho đội tuyển Malaysia có được thành tích tốt ở các trận đấu giao hữu và vòng loại Asian Cup 2023. Đặc biệt, tại King Cup 2022, Bầy Hổ đã đánh bại đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, AFF Cup 2022 mới là thước đo cho năng lực của nhà cầm quân người Hàn Quốc, nhất là khi đội tuyển Malaysia sẽ nằm cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, huấn luyện viên Kim Pankon đã lên danh sách sơ bộ bao gồm 41 tuyển thủ. Tuy nhiên, trong danh sách trên có tới 12 cầu thủ từ chối lên đội tuyển Malaysia làm nhiệm vụ. Các cầu thủ này gồm Sarun Mossad, Corbin Ong, Muhammad Mansor, Arif Aiman, Akhia Rashid, Matthew Davis, Siafik Ahmad, Afik Fazai, Siami Safari, Nathaniel Hongwan, Nassor Insa đều thuộc biên chế nhà đương kim vô địch Johor Darul Tazim. Cầu thủ còn lại từ chối hội quân cùng đội tuyển Malaysia là Muhammad Azam Aji của câu lạc bộ Sri Pahang. Trả lời dư luận việc 12 cầu thủ không lên tuyển, đại diện FAM khẳng định họ đang gặp những vấn đề về chấn thương hoặc lý do cá nhân. Tuy nhiên, theo truyền thông Malaysia, nguyên nhân thực sự bởi hai câu lạc bộ trên không đồng ý nhả người do AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Mới đây, đội tuyển Malaysia đã giành được thắng lợi trước Campuchia và Maldives với tỷ số rất đậm trước khi rút quân số để hướng tới AFF Cup 2022. Malaysia đang chứng minh rằng họ đến với AFF Cup lần này với tâm thế cạnh tranh chức vô địch. Đây chắc chắn là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển Việt Nam tại bảng B. Lối chơi con người thời huấn luyện viên Kim Pankon. Không giống như người tiền nhiệm, huấn luyện viên Kim Pankon xây dựng một lối chơi bóng ngắn hiện đại cho đội bóng của mình với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1. Ông thường xuyên yêu cầu các học trò dâng cao để gây sức ép ngay trên bên phần sân đội bạn. Bên cạnh đó, đội bóng này trở nên thực dụng hơn khi có được lợi thế. Họ sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ và chờ đợi những tình huống phản công nhanh để tận dụng tốc độ của Safawi Razid và các ngoại binh ở phía trên. Xét về mặt lực lượng, đội tuyển Malaysia dưới thời ông Kim vẫn có những cái tên rất quen thuộc như Siham Hasmi, Dominic Tan, Dion Ku, Brandon Gan, Safawi Rashid, Quentin Cheng. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn có thêm những sự bổ sung vô cùng chất lượng từ nguồn nhập tịch như David Rowley, Declan Lambert, Darren Lock và tiền đạo nhập tịch Lee Tuck. Đội tuyển Malaysia rõ ràng đang vô cùng nghiêm túc trong mục tiêu tìm lại vị thế của mình tại khu vực. Trong một phát biểu mới đây với truyền thông, huấn luyện viên Kim Pankon còn khẳng định: "Tôi có thể gặp nhiều cầu thủ mới mà chúng tôi đã xem họ thi đấu trong thời gian dài. Bây giờ tôi có thể gặp trực tiếp và giúp đỡ họ. Chúng tôi có thể gọi bổ sung để tạo ra nhiều hơn sự cạnh tranh hơn trong đội tuyển quốc gia. Nếu nói rằng chúng tôi muốn giành chức vô địch thì đó là điều bình thường. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Toàn đội sẽ chiến đấu để có thể mang đến cho người hâm mộ điều mà họ cảm thấy tự hào." Niềm tin vào chân sút nhập tịch. Ngoài những trụ cột quen thuộc của đội tuyển quốc gia như Siham Hasmin, Safari Rashid, người hâm mộ Malaysia còn rất trông chờ vào màn trình diễn của các ngôi sao nhập tịch. Trong đó nổi bật nhất là tiền đạo gốc Anh Lee Tuck. Lee Tuck sinh năm 1988 tại Anh. Chàng trai này đã bắt đầu sự nghiệp bằng việc chơi cho vài đội bóng ít tên tuổi tại quê nhà, rồi nhanh chóng chuyển đến thi đấu ở Đông Nam Á từ năm 2010. Điểm đến đầu tiên được Lee Tuck lựa chọn là Thái Lan. Trong 3 năm đầu, tiền đạo sinh năm 1988 chỉ chơi cho các đội bóng hạng nhì và hạng ba. Tới năm 2014, anh được cho mượn tại Nakhon Ratchasima ở Thái Lích. Sau đó, Lee Tuck nhận lời mời sang Bangladesh, đã ở đây khoảng 1 năm rồi chuyển đến Malaysia năm 2016. Quãng thời gian từ 2018 đến 2020 là đỉnh cao của Lee Tuck khi ghi 23 bàn sau 57 trận cho Terengganu. Màn trình diễn ấn tượng của anh đã khiến cho Liên đoàn bóng đá Malaysia để ý và muốn Lee Tuck có quốc tịch Malaysia để từ đó khoác lên áo đội tuyển quốc gia. Và sau 2 năm theo đuổi, những người làm bóng đá Malaysia đã có thể xoa tay hài lòng khi Lee Tuck đã đồng ý nhập tịch và chơi cho đội tuyển quốc gia nước này. Việc chờ đợi và theo đuổi đến cùng để Lee Tuck nhập tịch thành công đủ thấy tài năng và vai trò quan trọng của tiền đạo này như thế nào cho việc tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia. Với chiều cao 1m75, Lee Tuck không thực sự mạnh về không chiến. Điểm mạnh của tiền đạo gốc Anh nằm ở khả năng di chuyển, không bóng và chọn vị trí. Anh cũng thường được huấn luyện viên Kim Pankon kéo lùi xuống để thu hút hậu vệ đối phương, từ đó tạo ra khoảng trống ở hai hành lang, cách để các tiền vệ khai thác. Dù chưa được thi đấu quá nhiều trong màu áo đội tuyển Malaysia, nhưng Lee Tuck vẫn là chân sút được nhiều kỳ vọng của Harimau Malaya tại AFF Cup 2022. Danh sách sơ bộ đội tuyển Malaysia: thủ môn Siham Hasmin, Kalamula, Azri Ghani, Ahadiazi; hậu vệ Dominic Tan, Dion Kuz, Khuzaimi Pie, Azam Azmi,
Saron Nazemi, Declan Lambert, Quintin Cheng, Ruben Thiran. Tiền vệ Sami Izuan, Brandon Gan, Hakim Hassan, Mukhairi Azima, Stewart Winky, Akman Haminan, Kogiles Waran, David Rowley, Alif Haikwa, Faiz, Nasir. Tiền đạo Sawafi Razid, Darren Lock, Faizin Halim, Lee Tuck, Hakimi Azim, Sergio Aguero, Raham Han Saifullah.